iPhone VS cùng 100 quả bóng bay. Bao nhiêu quả này thì sẽ bay được iPhone 13 Pro Max? Bây giờ thì mình đang có một chiếc iPhone 13 Pro Max các bạn nhá. Đây 10 quả nha. 10 quả rồi, không bay. Đây là 20 quả này. Đây là 30 quả này. Đây ra bây giờ chúng ta tổng là có 50 quả rồi. Bây giờ là khoảng 57 quả nhá. 57 quả thì vẫn khá là nặng chứ bay được. Chùm này thì nó rơi vào khoảng là 40 quả. Số bóng của mình nó đã rơi là tầm 97 quả nhá. Rồi, và như vậy là 100 quả bóng không thể nào mà bay được cái chiếc iPhone 13 Pro Max này. Thế nên ngay bây giờ mình sẽ đi mua thêm bóng. Và như vậy là sau cái lần mà chúng tôi đã check hơn 100 quả bóng nên không thể nào bay được iPhone 13 Pro Max rồi. Thế nên bây giờ tôi quyết định là mua thêm 100 quả nữa để về check cho anh em. Rồi, và các bạn nhìn được không ạ? Đây là sau khi mà tôi đã mua thêm 100 quả bóng nữa, bây giờ chúng ta có 200 quả bóng để có thể là bay được cái chiếc iPhone 13 Pro Max này. Thử nhá.